Bây giờ là 6 giờ 15 buổi chiều. Thì người ta đã làm việc xong, người ta đi về trên rồi, người ta đóng cửa rồi. Bây giờ tôi cũng mới đến. Rồi bây giờ đó, in the house là rõ ràng đó, ban ngày đó rõ ràng là cái ngôi nhà của người Ấn Độ rồi. Cái tên của họ là Sarin Clinic, rồi Hardwick Health System là của hệ thống chăm sóc sức khỏe, hệ thống y tế của cái quận Harris phía trên này. Center OP Jindo Center. Rồi thì người Ấn Độ họ giàu như thế thì vì lý do nào, họ làm nghề gì? Thì từ từ tôi nói cho nghe. Một là họ có clinic như thế này thì rõ ràng là họ phải là bác sĩ. Ok, là có nhiều người bác sĩ coi như là cùng nhau mở cái này ra để mà chăm sóc sức khỏe cho người Ấn Độ ở đây. Ngoài ra đây là một trung tâm mà người Ấn Độ sinh hoạt nữa, thể dục thể thao hoặc là có những sự kiện gì đó. Thì bây giờ ví dụ cái này họ giống Việt Nam nè, tức là họ cũng có cái chương trình gọi là chương trình phát thức ăn, tức là bên này gọi là Houston Food Bank, phát thức ăn cho người nghèo, người già. Thì cái thời Covid á, hồi mà Covid á thì họ có phát khắp nơi hết, tức là những người nào thất nghiệp, những người nào ấy là có phát. Thì cái này đó bây giờ cái này là đang quảng cáo nhá, thì quảng cáo nhưng mà đây ngày chính xác, ví dụ như thế này, tức là ngày 8 tháng 3 2023 lúc 10 giờ sáng là nhiều người đó cũng phải thu phạt cái gì free, thật sự có free thiệt, cho thức ăn free cho đó, ai mà muốn nhận bây giờ vẫn còn, ai muốn nhận thì tới đó, tới giờ đó, ngày đó thì đến là lấy nhận thức ăn. Đây là cái tòa coi như tòa nhà của người India, của người Ấn Độ ở Houston. Thì trong cái này đó, tức là phải là những bác sĩ, những điều dưỡng đã làm trong này. Ok rồi, thì ngoài ra người Ấn Độ nữa, họ giàu nữa là những ai, những người coi như là VIP program, thì những người quản lý, thì những người này họ giỏi tiếng Anh và đồng thời họ giỏi cái nghề của họ, nghề software của họ, cho nên họ vừa làm cho các hãng lớn của Mỹ, mấy cái hãng software của Mỹ á đó, đó giàu. Thứ ba nữa, cái nghề của họ là một cái nghề mà tôi đi đâu trên Texas này á, đi khắp nơi thì trên Mỹ này tôi cũng có thấy, tức là họ đầu tư vào các cái khách sạn họ nhỏ vừa thôi, tầm trung, và khách sạn giá rẻ. Dĩ nhiên giá rẻ thì coi như là cái sự phục vụ nó khác với lại những khách sạn sang giá cao. Đó là tôi cho thấy rằng đó, ví dụ như là bác sĩ thì họ có nhiều tiền như vậy, họ mua cái trung tâm này. Đây, trung tâm này là trung tâm, đây cờ Mỹ, cờ Ấn Độ, cờ của tiểu bang Texas, với lại đó cờ của người Ấn Độ, tức là cộng đồng Ấn Độ ở đây, tức là người Ấn Độ là có cái trung tâm này. Và
cái này là của những người giàu, có cái này. Còn Việt Nam có hay không? Tiếp hôm nữa tôi sẽ đi quay cái trung tâm của Việt Nam, Việt Nam Khách Trung Tâm, nha. Rồi bà con theo dõi sẽ thấy được cái clip mà tôi sẽ quay trung tâm Việt Nam.